Việt Nam công bố ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, 159 ca tử vong trong 24 giờ qua. Bình Dương, xô sát giữa công an viên và một số người dân đi tiêm vaccine. Đêm dài chờ đợi ở một cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh, dân mong muốn về quê. Dùng xe buýt liên tỉnh đưa người dân trở về thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 10. Từ ngày 1 tháng 10, người dân ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý. Hà Nội phát hiện thêm một ca Covid-19 trong cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm. Thế giới vượt 234,2 triệu ca mắc Covid-19, dịch bệnh vẫn phức tạp tại Đông Nam Á. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 1 tháng 10 trên các nền tảng của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý khán giả có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam công bố ghi nhận 7.940 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 25.322 người, cũng là cao nhất từ trước đến nay. Khoảng thời gian 24 giờ qua, ghi nhận 159 ca tử vong tại các địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 106 ca tử vong, Bình Dương 30, An Giang 7, Đồng Nai 6, Kiên Giang 3, Tiền Giang 2, Đồng Tháp, Gia Lai, Tây Ninh, Cần Thơ và Quảng Bình đều báo cáo thêm một ca tử vong. Bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại các tỉnh Bình Dương 28 ca, Long An 14 ca và Quảng Bình 2 ca. Vào ngày 30 tháng 9, Bộ Y tế đã cập nhật bổ sung mã 3.417 ca dương tính, phát hiện bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông tin vào ngày 28 tháng 9. Số ca bổ sung mã này không ghi nhận vào số ca của thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua. Các ca nhiễm mới trong nước ghi nhận tại các địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng đầu cả nước về số ca mắc mới trong một ngày với 4.372 ca. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 2.103 ca nhiễm trong 24 giờ qua. Đồng Nai 626, An Giang 172, Long An 125, Kiên Giang 79, Đắk Lắk 64. Tiền Giang 49, Hà Nam 45, Cần Thơ 41, Tây Ninh 39, Bình Thuận 38, Khánh Hòa 30, Quảng Bình 21, Bình Phước 16, Ninh Thuận 15, Phú Thọ 14, Nghệ An 13, Quảng Ngãi 10, Đắk Nông 10, Đồng Tháp 9, Bình Định 7, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu đều ghi nhận thêm 6 ca mắc mới. Lâm Đồng 5, Phú Yên 4. Bến Tre, Bạc Liêu đều ghi nhận thêm 3 ca mắc mới. Con Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị đều báo cáo thêm 2 ca mắc mới. Các tỉnh Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội đều ghi nhận 1 ca mắc mới. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này bao gồm thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước với 388.659 ca bệnh. Tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 211.056 người bệnh tỉnh Long An 32.468, Tiền Giang 14.000 ca. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 790.755 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, có 608.831 ca đã khỏi bệnh, 162.626 ca đang phải điều trị và 19.301 người đã tử vong. Bình Dương xô sát giữa công an viên và một số người dân đi tiêm vaccine. Thưa quý vị, vào tối 30 tháng 9, trao đổi với báo Tuổi trẻ online, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận về các video ghi lại cảnh xô sát giữa công an viên và một số người dân đi tiêm vaccine xảy ra tại địa bàn phường. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại một điểm tiêm vaccine mũi thứ hai được mượn chỗ của một quán ăn tại phường Phú Chánh. Nhiều đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông đã bị công an khống chế và đưa vào khu vực phía bên trong. Theo phản ánh của một số người dân thì thư mời ghi 13 giờ 30 phút, nhưng khi người dân đi tới nơi đã không có người hướng dẫn xếp hàng nên để xảy ra cảnh lộn xộn. Về việc sâu sát giữa công an và người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Tránh cho biết, đây là lỗi sai của cá nhân công an viên của phường. Khi nhắc nhở người dân ra bên ngoài để ổn định tình hình thì xảy ra mâu thuẫn với một người dân đang quay video. Sau đó, công an đã có hành động cưỡng chế với người đàn ông này. Sau khi xảy ra sự việc, cá nhân công an viên và lãnh đạo của phường đã tới nhà của người dân để xin lỗi. Đối với công tác tổ chức tiêm vaccine, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Tránh cũng cho biết sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong khâu chuẩn bị, phân chia thời gian, phát thư mời và kiểm soát ngay từ đầu để tránh lặp lại cảnh quá tải và lộn rộn. Đêm dài chờ đợi ở một cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. kính thưa quý vị, vào khuya ngày 30 tháng 9 tại quốc lộ 1, khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giáp danh với tỉnh Long An, rất đông người dân đi xe máy về quê vẫn đang phải bạ vật chờ đợi với hy vọng được cơ quan chức năng cho qua chốt kiểm soát. Dòng xe đổ về đây ngày càng đông, đã gây ra tình trạng ùn ứ cả một đoạn đường dài. Nhiều người trong đám đông ấy có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tiền bạc đã cạn kiệt sau thời gian dài bám trụ tại thành phố Hồ Chí Minh vì dịch bệnh. Khi nghe tin thành phố nới dần giãn cách nên đánh liều đi về quê. Nhiều em nhỏ ngủ gục trên vai bố mẹ sau một ngày dài chờ đợi mệt mỏi. Hình ảnh ấy khiến ai nhìn vào cũng không thể kìm lòng nổi. Về hè trở thành nơi tựa lưng tạm bỡ của một vài người. Trong tiết trời oi ả, à, lưng áo và vầng trán của nhiều người ướt đẫm mồ hôi. Anh Quy Tê quê ở Cần Thơ cho biết, tôi biết dịch bệnh đang căng thẳng, tụ tập đông người ở đây như thế này cũng chẳng tốt. Nhưng phải đến bước đường cùng rồi Vợ chồng tôi mới quyết định đưa con về quê bằng xe máy. Đã 4 tháng nay, hai vợ chồng tôi mất việc, không có thu nhập, tiền dự trữ trong nhà cũng đã hết. Nhìn con mình nhỏ xíu mà đã phải chịu vất vả như thế này cùng với cha mẹ, tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ hy vọng được về quê nhà, ở lại đây chẳng còn tiền để mà sống nữa." Anh Tê tâm sự. Trong dòng xe cổ tấp nập, tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Đó là những cuộc gọi với tâm trạng đầy lo lắng của người thân ở quê nhà. Anh Quy Tê phải nói dối mẹ là đã được cho qua chốt rồi. Dặn mẹ cứ đi ngủ sớm. Nay mai, hai vợ chồng anh và cháu sẽ về tới. Không chịu nổi sức nóng, hơi người ken đặc xung quanh. Chị Phạm Thị Thùy Linh, 23 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng. ẵm đứa con nhỏ 4 tháng tuổi, rẽ ra khỏi đám đông để con bớt quấy khóc. Chị Linh cho hay, hai vợ chồng chị cùng với hai con nhỏ, đứa lớn 3 tuổi, đã quyết định trả căn phòng trọ tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để chạy xe về quê nhà. Nhưng đến chốt kiểm soát thì bị chặn lại và đứng chôn chân suốt từ 14 giờ chiều đến hơn 0 giờ ngày 1 tháng 10, với hy vọng được xả chốt sắp xếp lại mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy để vợ du con ngủ. Anh Trần Thảo, 29 tuổi, quê ở tỉnh An Giang cho biết, hai vợ chồng anh làm công nhân tại một xưởng giày da. Do dịch bệnh diễn biến kéo dài nên vợ chồng anh Thảo cũng rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 4 tháng qua. Hết tiền, cạn sức, vợ chồng anh cùng với con nhỏ, đứa lớn 5 tuổi, đứa nhỏ mới 4 tháng tuổi phải ở nhờ tại phòng trọ của người bạn ở quận bình tân suốt gần một tháng nay biết không thể ở chui mãi anh thảo cùng với vợ đánh liều giờ tôi hết bám trụ nổi rồi không đủ tiền đóng tiền nhà tiền ăn tiền sữa cho con giờ chạy về đại thôi hy vọng được cho qua chốt anh thảo nói lót tạm chiếc áo khoác cho đứa con nhỏ nằm uống sữa Chị Nguyễn Thị Thu, 28 tuổi kể, chị theo về quê chồng ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nhưng đến chốt thì bị kẹt lại từ suốt 18 giờ. Chị Thu và chồng làm công nhân tại một công ty may ở quận Bình Tân. Tháng 7 vừa rồi, không may cả hai vợ chồng cùng với đứa con chưa đầy 2 tuổi phải đi cách ly tập trung do mắc Covid-19. Cách ly xong về, tụi tôi ở nhà trọ suốt tới nay. Trong túi còn có 200 ngàn Làm sao trụ lại nổi Sữa còn tôi toàn là do hàng xóm thương tình mà cho Chứ hai vợ chồng hết sạch tiền rồi Chị Thu tâm sự Chuyển sang một diễn biến có liên quan Trong chương trình live stream Dân hỏi thành phố trả lời vào tối 30 tháng 9 Nhiều người dân đã đặt câu hỏi đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan Trước hết, còn những người dân hiện đang bị mắc kẹt ở các tỉnh thành khác muốn biết làm cách nào để có thể trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi này, ông Võ Văn Hoan cho biết, người dân thành phố đang bị kẹt ở các tỉnh là một trường hợp. Trường hợp khác cũng đáng để nói đến, đó là lực lượng lao động muốn trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Hiện nay, thành phố chuẩn bị khởi động cho các hoạt động hồi phục kinh tế thì cũng phải tạo điều kiện để tổ chức cho lực lượng lao động này trở lại. Do đó, cách làm của thành phố là các doanh nghiệp thông tin cho những người lao động biết, trên cơ sở đó, doanh nghiệp cùng với chính quyền thành phố sẽ tổ chức xe đưa đón họ trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Phương thức là doanh nghiệp nắm chắc danh sách, tập hợp lực lượng, xác định địa điểm, thành phố cùng doanh nghiệp đưa xe xuống đón lên, ông Hoan nói. Đối với trường hợp không thuộc doanh nghiệp, theo ông Hoan, thành phố hiện đang tổ chức các tuyến xe buýt liên tỉnh để đưa đón người dân về Tiếp đến là trường hợp người dân muốn về quê. Cũng tại chương trình, MC Quyền Linh nêu câu hỏi của rất nhiều người dân bày tỏ nguyện vọng muốn được rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh về quê nhà vì không thể tiếp tục cầm cự. Ông Võ Văn Hoan chia sẻ, sau nới lòng giãn cách, mong muốn về quê là tâm trạng phổ biến của người xa nhà thời gian dài. Lãnh đạo thành phố chia sẻ với người dân về nguyện vọng này. Nói không cho về không được, nhưng phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch thành phố nêu ra 3 nguy cơ. Thứ nhất, dù tiêm vaccine hay chưa, thì người về vẫn có nguy cơ gây ra dịch bệnh tại địa phương. Hơn nữa, về địa phương như vậy có thể gây quá tải cho hệ thống y tế địa phương. Và nếu nhiễm bệnh thì việc điều trị cũng rất khó khăn. Thứ hai, thành phố khuyến khích người dân ở lại vì cần người lao động. Thành phố đã nới lỏng giãn cách để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện để người dân có việc làm, có thu nhập. Thứ ba, Đặc biệt, người dân cố gắng thêm một vài tháng, có nguồn thu nhập để tới Tết về quê thì sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, ở lại, người dân sẽ được tiêm vaccine, có các gói hỗ trợ. Gói hỗ trợ đợt 3 đang chuẩn bị được phát. Tuy nhiên, theo ông Hoan nhấn mạnh, nếu phải về, thành phố và các tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng cách phối hợp cùng đưa người dân về. Còn cá biệt, các trường hợp người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, F0 đã khỏi bệnh, người tiêm đủ liều vaccine, thì thành phố sẽ kiến nghị với thủ tướng để xem xét chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về quê. Với những trường hợp này, nếu thật sự bức bách có thể xem xét giải quyết từng trường hợp. Thành phố chưa xác định được số lượng nhưng cụ thể 1 đến 2 trường hợp thì có thể xem xét phối hợp với hai địa phương để xử lý ngay. Theo đó, ông Hoan nói, với những trường hợp này nếu thật sự bức bách có thể xem xét giải quyết từng trường hợp. Thành phố chưa xác định được số lượng, nhưng cụ thể một đến hai trường hợp thì có thể xem xét phối hợp giữa hai địa phương để xử lý ngay. Còn các trường hợp khác sẽ phải đăng ký, tổng hợp danh sách, phối hợp để còn cách ly, xem xét năng lực đáp ứng của địa phương. Thời gian vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đưa gần 35.000 trường hợp về các tỉnh thành bằng máy bay tàu hỏa. Thực tế, nếu người dân tự ý đi về thì sẽ rất khó khi qua các tỉnh thành có thể chính quyền họ sẽ không cho qua, nên cần phải đăng ký để có sự phối hợp tổ chức an toàn cả trong việc đi lại và bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Từ ngày 1 tháng 10, người dân ra đường không có lý do chính đáng vẫn bị xử lý. Thưa quý vị, cũng trong buổi live stream, Phó Chủ tịch thành phố Võ Văn Hoan cho biết, lựa chọn nới lỏng hay giãn cách vẫn là nỗi băn khoăn, chăn trở và đắn đo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Hoan, để không xảy ra tình trạng nới lỏng một thời gian ngắn rồi lại phải đóng trở lại, thì từng bước mở cửa phải vững chắc, chặt chẽ. Trả lời câu hỏi của người dân về việc lưu thông trong thời gian tới, ông Võ Văn Hoan cho biết, từ ngày 1 tháng 10, người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi thành phố. Tuy nhiên, thành phố vẫn tổ chức các chốt kiểm soát lưu động, tuần tra và kiểm tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường. Theo đó, ông Hoan nói, nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xem xét xử lý theo quy định. Hà Nội phát hiện thêm một ca COVID-19 mới trong cộng đồng tại quận Hoàn Kiếm. Theo Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh tên N là nam sinh năm 1998 tại số 77 Phủ Doãn, Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm. Ngày 29 tháng 9, người này xuất hiện triệu chứng sốt, Ngày 30 tháng 9, đi khám tại bệnh viện Medlatex được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện tại, công tác điều tra các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm đang được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Trước đó, Sở Y tế Hà Nội công bố ca bệnh dương tính tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Theo điều tra dịch tễ, số người tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm 20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân đều đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Hiện tại, tạm thời phong tỏa tòa nhà D, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà với khoảng 1.400 người. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 30 tháng 9 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 234,24 triệu ca mắc COVID-19, trong số đó có 4,79 triệu ca tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Lào, Malaysia, Campuchia và Singapore. Cụ thể, Lào ghi nhận tổng cộng 358 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 23.846 ca, trong đó có 18 ca tử vong. Do số ca mắc tiếp tục tăng, chính phủ Lào thông báo gia hạn các biện pháp hạn chế thêm 2 tuần nữa, đến ngày 15 tháng 10. Bên cạnh đó, những cá nhân, các thực thể pháp lý hay các tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh của nước này sẽ bị truy tố theo các bộ luật và quy định liên quan tùy từng trường hợp. Còn Malaysia ghi nhận thêm 12.735 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 2.245.695 người. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hamza Jainuddin, Malaysia vẫn đang ở giai đoạn coi COVID-19 là đại dịch, và việc nước này có sẵn sàng chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu hay không, dựa trên quyết định của Bộ Y tế. Ông Hamza Jainuddin cho biết, Bộ Y tế sẽ tuyên bố khi nào đất nước đã sẵn sàng cho việc chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu Và khi đó, Cục Di trú cùng với lực lượng hành động trung ương GOF sẽ sẵn sàng cho việc mở cửa biên giới trở lại. Tại Campuchia, nước này có thêm 978 ca mắc mới và 17 ca tử vong nâng tổng số ca bệnh đến nay lên 112.651 ca, trong đó có 2.319 ca tử vong. Singapore cũng ghi nhận kỷ lục mới với 2.268 ca mắc mới COVID-19, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó là 32 ca. Như vậy, trong hai ngày qua, số ca mắc mới tại Singapore liên tục lập mốc cao nhất từ trước tới nay. Trước tình hình này, Kể từ tuần này, Singapore đã phải siết chặt lại một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá hai người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà. Tại Hàn Quốc, chính phủ kêu gọi người dân nên hạn chế đi du lịch và tụ tập trong hai ngày lễ sắp tới là ngày lập nước ngày 3 tháng 10 và ngày sáng tạo chữ Hàn Hangul là ngày 9 tháng 10, trong bối cảnh số ca mắc tại Hàn Quốc đang tăng mạnh sau Tết Trung Thu. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc công bố mức giãn cách xã hội áp dụng từ tuần tới sau cuộc họp Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương vào ngày 1 tháng 10. Nhiều khả năng nước này sẽ gia hạn mức giãn cách xã hội hiện nay do quy mô lây nhiễm vẫn đang ở mức cao sau đợt nghỉ lễ Tết Trung Thu và khó để điều chỉnh mức độ phòng dịch một cách vội vàng trước thêm chuyển đổi hệ thống phòng dịch, khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân vào đầu tháng 11 tới. Hàn Quốc phát hiện thêm 2.564 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong các thứ tư từ đầu dịch. Số ca nhiễm mới đã ở mức 4 con số trong 86 ngày liên tiếp kể từ ngày 7 tháng 7. Tại châu Âu, Nga và Ukraine ghi nhận số ca tử vong và ca mắc mới tăng mạnh. Cụ thể, nước Nga ghi nhận thêm 867 ca tử vong do COVID-19, cao nhất từ trước tới nay, và 23.883 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 7.511.026 ca. Trong đó có tổng cộng 207.255 ca đã tử vong. Ukraine cũng ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh với 11.757 ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 vừa qua, số ca mắc mới tại Ukraine tăng gần 12.000 ca một ngày. Nước này cũng ghi nhận thêm 194 ca tử vong. Tại Pháp, Chính phủ nước này thông báo bắt đầu áp dụng quy định yêu cầu thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên trình chứng nhận y tế khi tới các địa điểm công cộng như nhà hàng, câu lạc bộ thể thao và rạp chiếu phim. Trong 2 tháng vừa qua, người trưởng thành tại Pháp đã phải thực hiện quy định này. Pháp đã ban hành quy định nói trên nhằm bảo vệ các kết quả phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà nước này đã đạt được trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng số ca nhiễm mới gia tăng khi thời tiết lạnh hơn và có nhiều người tham gia các hoạt động ngoài trời hơn. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, kể từ ngày 1 tháng 10 tới, các địa điểm thể thao ngoài trời được phép hoạt động hết công suất, trong khi các địa điểm thể thao trong nhà được phép phủ kín 80% khán đài. Người hâm mộ thể thao sẽ cần giữ khoảng cách 1,5 mét và đeo khẩu trang khi đến xem thi đấu. Được phép uống nước nhưng không được phép mang đồ ăn hoặc hút thuốc lá. Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ 5 nhanh chóng đi qua, trong khi tỷ lệ người tiêm chủng vaccine đạt tới hơn 77% dân số, chính quyền Trung ương và các địa phương của Tây Ban Nha đã nhất trí cho phép các trung tâm thể thao ngoài trời được tăng số lượng người tham gia trong tháng 9 này. Cho đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận hơn 4,95 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 86.397 ca tử vong. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật sáng ngày 1 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!